các bạn. Video hôm nay mình sẽ nói sơ lược về công tác khoan kiểm tra nguồn mũi cọc cho cọc khoan nhồi. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói về cơ sở quy định khoan kiểm tra nguồn. Theo tiêu chuẩn 93/95/2012 có quy định là kiểm tra nguồn mũi cọc từ 1-3% và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng dự án do chủ đầu tư và tư vấn thiết kế chỉ định. Những cọc đặt ống khoan kiểm tra nguồn thì ống phi 60 được thay đổi thành ống phi 114 như hình ảnh các bạn đang xem trên màn hình. Ống đi 114 dùng cả cho công tác siêu âm và công tác khoan kiểm tra nguồn mũi cọc. Tiếp theo là công tác chuẩn bị. Chuẩn bị là gồm máy móc thiết bị và nhân công. Hình ảnh các bạn đang xem là cần khoan. Cần khoan thì được nối từ nhiều cần nhỏ và nối bằng ren để đảm bảo chắc chắn. Tiếp theo là giàn khoan. Giàn khoan gồm có 3 chân và cấu tạo phải đảm bảo chắc chắn, ổn định và thuận tiện trong quá trình thi công. Tiếp theo nữa là mũi khoan. Thông thường mũi khoan có 2 loại, đó là mũi đơn và mũi kép. Mũi chúng ta đang xem là mũi đơn. Mũi đơn thì bên trong nó không có cái khóa để lấy loại bê tông lên. Còn đây là mũi kép. Mũi kép thì bên trong nó có một cái vòng khóa để lấy loại bê tông lên. Đấy. Đây là mũi kép và mũi kim cương nha. Tiếp theo nữa là một dụng cụ rất quan trọng, hay là dụng cụ đóng FPT để lấy mẫu đất và mẫu nguồn nguyên vẹn từ mũi cọc lên. Thì mũi dụng cụ đóng FPT này là có thể tách đôi được để lấy nguyên dạng lớp đất và lớp nguồn ở dưới mũi cọc để kiểm tra. Rồi, như vậy là sơ bộ mình đã giới thiệu sơ qua về các cái thiết bị dùng để thi công khoan kiểm tra nguồn mũi cọc. Tiếp theo thì trước khi bắt đầu khoan thì công tác chuẩn bị về máy móc thiết bị và nhân sự là sẽ được các bên kiểm tra nghiệm thu trước khi tiến hành khoan. Tiếp đến là một công tác quan trọng nữa là công tác kiểm tra các cái thông số chiều sâu cao độ của mặt bít ống D114, tên cọc, hồ sơ cọc phải được ghi đầy đủ trước khi tiến hành khoan. Trong suốt quá trình khoan, khi mũi khoan nằm trong bê tông thì phải theo dõi tốc độ xuống của cần khoan, chiều sâu của mỗi hiệp khoan là trung bình từ 0,5m đến 1m thì dừng để lấy lõi lên một lần để đảm bảo an toàn. Khi tốc độ của cần khoan mà xuống đột ngột thì chúng ta có thể phán đoán được là đã hết lớp bê tông. Rồi, anh em công nhân đang đưa mũi khoan có chứa lõi bê tông lên. Và đây là hiệp khoan thứ 3 rồi. Khi mà mũi khoan đã xuyên qua lớp bê tông thì tốc độ nó phập xuống rất là nhanh. Nên anh em rút mũi khoan lên để lấy lõi bê tông và sau đó là sẽ thay bằng mũi đóng FPT đưa xuống tới ngay đất mũi cọc, cái mặt đất, cái nền đất dưới mũi cọc và sẽ tiến hành đóng FPT. Khi mũi FPT xuyên qua được 45cm thì dừng lại, xoáy và cắt cái lớp đất mũi cọc đưa lên để kiểm tra. Thì mũi FPT một lát nữa là các bạn sẽ được thấy mũi FPT là mũi tách đôi, nó sẽ tách đôi ra và sẽ giữ nguyên dạng cái lớp đất mũi cọc để cho chúng ta đánh giá được là phía dưới nó có mùn hay không. Đó, anh em đang tháo cái mũi bê tông để lấy lõi bê tông lần thứ 3. Rồi, bê tông được đổ ra khay. Và phải đo đạc tất cả các quá trình khoan, chiều sâu, cao độ, chiều dài lõi bê tông đều phải được ghi rất là kỹ vào cái nhật ký khoan kiểm tra nguồn mũi cọc. Sau này đưa vào báo cáo. Đạt.
Rồi, và đây là mũi FPT. Thì mũi FPT này có thể tách đôi được, thì mục đích là giữ nguyên trạng cái lớp đất mùn dưới mũi cọc, đưa lên và để kiểm tra đánh giá. Đấy, thì khi đóng FPT sau xuống 45 phân là đưa lên lớp đất ở mũi cọc là như vậy đó. Thì kiểm tra đo đạc và đánh giá. Đây, đây là một số hình ảnh mà dụng cụ FPT đưa đất mũi cọc lên để kiểm tra đánh giá. Rồi, video này mình giới thiệu sơ bộ về công tác khoan kiểm tra mùn và đánh giá mùn mũi cọc. Rồi, hy vọng các bạn có thể đóng góp để mình hoàn chỉnh hơn ở các video sau. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tổng hợp video về công tác thí nghiệm kiểm tra khuyết tật cọc bằng phương pháp động biến dạng nhỏ. Rồi, đầu tiên là cơ sở quy định. Theo tiêu chuẩn 9395/2012 có quy định phương pháp kiểm tra khuyết tật cọc bao gồm siêu âm quá ống đặt sẵn hoặc phương pháp động biến dạng nhỏ. Số lượng cọc thí nghiệm và phương pháp thí nghiệm tùy thuộc vào tư vấn thiết kế của từng dự án. Và các bạn có thể tham khảo tỷ lệ thí nghiệm động biến dạng nhỏ, ở đây mình gọi tắt là BAT, bit là 50% số lượng cọc. Các bạn có thể tham khảo thêm một số tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn 9396/2012 là xác định tính đồng nhất của bê tông bằng phương pháp siêu âm. Và tiêu chuẩn 9397/2012 kiểm tra khuyết tật cọc bằng phương pháp động biến dạng nhỏ. PAT. Rồi, đầu tiên là công tác chuẩn bị. Tác chuẩn bị thì trong đó có công tác chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra máy móc thiết bị và nhân viên thí nghiệm. Hồ sơ máy móc thiết bị là phải đầy đủ giấy tờ kiểm định. Còn nhân viên thí nghiệm thì phải có đầy đủ hồ sơ và năng lực theo quy định. Máy móc thiết bị thì bao gồm đầu tiên là thiết bị tạo va chạm là một búa như các bạn nhìn trên hình. Mục đích là tạo xung lực va chạm ở đầu cọc mà không làm hư hại đầu cọc. Tiếp theo là thiết bị thu số liệu, bao gồm một đầu đo gia tốc và dây dẫn tín hiệu. Tiếp theo nữa là thiết bị ghi số liệu, xử lý số liệu và hiển thị số liệu như các bạn xem trên hình. Đấy là máy móc còn kiểm định và thiết bị, các cái biểu đồ nó sẽ hiện trên màn hình như vậy đó. Rồi, thời gian được phép thí nghiệm theo tiêu chuẩn quy định là sau 7 ngày kể từ ngày đổ bê tông, và cường độ bê tông tối thiểu là 75% cường độ thiết kế. Rồi, đến công tác thí nghiệm thì mặt bằng là phải thuận tiện cho thi công, dễ di chuyển, đầu cọc là không bị ngập nước, và đặc biệt là phần bê tông thối trên đầu cọc là phải được đập bỏ đi. Các bạn đang xem hình ảnh bạn nhân viên thí nghiệm đang mài phẳng những vị trí đầu cọc. Các điểm thí nghiệm trên bề mặt bê tông đầu cọc là phải được mài phẳng bằng dụng cụ cầm tay. Các điểm này là để đặt thiết bị thu số liệu, được mài phẳng với đường kính là 10-15cm. Rồi, tiếp theo là các đầu thu số liệu là được đặt tại các vị trí đã được mài phẳng trên đầu cọc với phương sao cho đầu thu số liệu là song song với trục của cọc. Rồi, tiếp theo là tiến hành thí nghiệm. Thì mỗi điểm là nhân viên thí nghiệm thực hiện phép đo ít nhất 3 nhát búa và máy nó phải thông báo là ok, các đường truyền dẫn là ok, thì kết thúc điểm đo đó, chuyển qua điểm đo khác. Cọc có đường kính trên 600mm, thông thường có 3 điểm thí nghiệm trên đầu cọc. Sau khi kết thúc 3 điểm thí nghiệm trên đầu cọc thì chuyển sang cọc khác. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo phụ lục C của tiêu chuẩn 9397/2012 có một số dạng biểu đồ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Trong thời gian tới thì mình sẽ tổng hợp nhiều video kỹ thuật khác để truyền tải đến các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.